Tối ngày 27 tháng 8, Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính SARS-CoV-2, không có ca cộng đồng. Tối ngày 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong số 50 ca dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 27 tháng 8 tại Nghệ An thì không có ca cộng đồng và tất cả đã được cách ly trước đó. Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới 8 địa phương trong 12 giờ qua gồm thành phố Vinh 22, huyện Yên Thành 13, huyện Nam Đàn 5, thị xã Cửa Lò 5, huyện Thanh Chương 2, huyện Quỳ Hợp 1, huyện Nghĩa Đàn 1, huyện Diễn Châu 1. Còn trong 24 giờ qua, Nghệ An phát hiện 74 ca dương tính ở 10 địa phương, riêng 22 ca ở thành phố Vinh tại 9 phường, xã, Hưng Bình 6, Cửa Nam 4, Vinh Tân 4, Hà Huy Tập 2, Lê Lợi 2, Đội Cung 1, Hưng Dũng 1, Lê Mau 1, Hồng Sơn 1. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.239 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên 392. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 2, số BN hiện đang điều trị 845. Ngoài ra, tình hình chiến dịch lấy mẫu test nhanh cộng đồng ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8. Có tổng số được lấy làm test nhanh là 148.109 mẫu, trong đó có 121 mẫu có kết quả test nhanh dương tính. Tổng số mẫu đơn đã được lấy để chạy PCR 465 mẫu, đã có kết quả 463 mẫu, trong đó 9 ca dương tính đã thông báo, 454 ca âm tính, 2 ca nghi ngờ lấy mẫu lại đang chờ kết quả. Tổng hợp tình hình chiến dịch lấy mẫu RT-PCR cộng đồng ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8. Tổng số mẫu được lấy trong 3 ngày là 122.757 mẫu, phát hiện 20 ca dương tính, đã thông báo, 2 mẫu đang chờ khẳng định, 141 mẫu nghi ngờ đang lấy lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!